đưa nàng về dinh sao xuyên ly chung tình. Rất vui được tái ngộ cùng quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong chương trình video clip hôm nay, tôi sẽ tiếp tục test đưa lên kênh một bộ cấu hình 2-trong-1, một bộ cấu hình nghe nhạc chuyên nghiệp 2 với âm thanh tĩnh, lặng, sạch, khắt khe của dòng âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp, và các bạn có thể sử dụng để hát karaoke, gọi là một bộ 2-trong-1. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, xin vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Các bạn nhớ hiện nay tôi đang có hai kênh YouTube, kênh thứ nhất có tên là Cương Audio và kênh thứ hai có tên là Âm Thanh Vàng. Các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Âm Thanh Vàng để thưởng thức nhiều bản test hay về các dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp cũng như những dòng karaoke chuyên sâu. Và những bạn có Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ như dòng chữ nhỏ dưới cùng của tấm biển xanh. Quý vị thân mến, trước mắt quý vị và các bạn là cặp loa Bose 501 Series 4. Hiện nay tôi đang có các cặp Bose 501 Series 2 và 501 Series 3 và 501 Series 4. Thì các bạn biết có nhiều clip tôi đã nói rất rõ, đối với dòng Bose 501 Series 4 là một trong những mẫu loa có tiếng bass mềm, ấm và xuống sâu nhất so với các dòng loa Bose. Nếu như các dòng Bose 301 Series 3, Bose 601, 601 Series 2 hay 601 Series 3 cho tiếng bass căng, chắc, thì dòng Bose 501 Series 4 lại cho tiếng bass mềm, ấm và xuống sâu nhất so với dòng 701 hai lỗ thông hơi và dòng Bose 8.2 Series 2. Thì đây là những mẫu loa có tiếng bass rất là trầm ấm, các bạn nghe rất là đã tai. Cặp loa tuyệt đẹp như các bạn đang nhìn thấy. Anh em của tôi vừa dùng dầu lau qua một chút nên các bạn thấy rất là đẹp, sạch sẽ. Cặp loa thì không có điểm trừ. Và chắc nhiều bạn quan tâm đến mức giá, thì đó là mức giá 19.500.000 đồng nguyên cặp loa. Giá tôi báo trên sẽ không gồm cước vận chuyển. Mỗi một cặp loa bán như vậy lợi nhuận rất là thấp, chỉ được vài trăm ngàn thôi. Thì các bạn thấy đây là những cái mẫu nó dễ bán và nhiều người yêu thích, cho nên là nhiều anh em bán hàng thì ai cũng thích bán loa Bose chính là vậy. Và các bạn thấy là các dòng BMB của Nhật mặc dù là rất nổi tiếng nhưng do cái lợi nhuận nó rất là thấp, cạnh tranh nhau chỉ lợi nhuận được 200-300 ngàn, 400 ngàn một cặp là cùng. Cho nên các bạn thấy nhiều anh em cũng không mặn mà với dòng BMB, mà anh em hay bán các dòng loa full đối với những lĩnh vực karaoke. Còn trong lĩnh vực 2-trong-1 vừa nghe hay vừa hát hay thì Bose vẫn là đầu bảng, để các bạn biết rồi. Có nhiều bạn thì khi thấy một số anh em hiện nay người ta bán, một số thợ người ta bán các dòng loa nhái đấy, đóng nhái giả theo các dòng ví dụ như Pioneer 99AFB, CF88 vân vân, thì người ta cứ quảng cáo là những mẫu 2-trong-1 nghe nhạc chuyên nghiệp hay và hát karaoke hay. Bản chất đó là những dòng loa karaoke đóng nhái, nhái theo những cái tên tuổi, thì các bạn để ý vào những dòng đó thì các bạn chơi cũng được, ít tiền thì ta chơi những dòng đó cũng được. Một thời gian thì các bạn sẽ thấy chất lượng âm thanh của nó sẽ bị suy hao, bởi vì cái từ tính nam châm của nó sẽ bị suy giảm, bởi vì nó không phải là hàng xịn, thì các bạn biết rồi. Điều đó chắc không cần nói, thì chúng ta chơi audio chuyên nghiệp thì chúng ta đều biết. Các bạn nhìn thấy tiếp theo thì tôi dùng âm ly, đó là âm ly của Nhật, âm ly Denon 890D tem trứng, có giá hơn 10 triệu đồng, tích hợp giải mã DAC. Các bạn nhìn thấy ở đây là mic, có dây mic xua này, giá 1 triệu này. Đây là hộp của nó này, và đây là mic, xin lỗi các bạn, đó là vang số DB Acoustic. Thì đây này, đây chính là vang số DB Acoustic, vừa chỉnh bằng máy tính, vừa chỉnh bằng phím cơ, chỉnh echo gì vào rất là tiện. Và giá chỉ 3.500.000 đồng, kết nối không dây Bluetooth. Vang thứ hai là vang Jaguar S900, sản xuất tại Hàn Quốc, kết nối không dây Bluetooth và có một hệ thống chỉnh như một mixer thu nhỏ. Và vang này thì có giá 5.500.000 đồng, đó là vang Jaguar S900 đầu bảng của Jaguar Hàn Quốc. Ở clip này các bạn nhìn thấy mặt bạc, đó chính là một con vang, đó là vang Neck. Thì dòng này các bạn biết rồi, rất là dễ ghép. Các bạn có thể dùng mic không dây, ở phía sau đó chính là mic CAVS T4i, một đầu thu hai tai mic thì tôi quảng cáo rất là nhiều rồi. Dòng này lợi thế của nó là giá rất là hợp lý, chỉ 2.8 triệu một bộ mic của một đầu thu với hai tai mic, và âm thanh rất là trong trẻo. Khi các bạn mở một cái bộ dàn lớn nhưng các bạn vẫn nhận thấy cái giọng của các bạn rất là trong và chi tiết, và nó tiết kiệm pin lắm, có khả năng tự ngắt nữa. Giá chỉ 2.8 triệu một bộ. Những dòng này thì các bạn biết rồi, nó là dòng nghe nhạc chuyên nghiệp, giúp các bạn có thể nghe nhạc với âm thanh tĩnh sạch, bass đánh rất là trầm ấm, uy lực. Nếu trong những căn phòng các bạn có diện tích vừa phải, tầm khoảng 30 mét quay về, thì các bạn thấy bass của nó đánh ấy, như là có loa siêu trầm vậy. Và các bạn thích mạnh mẽ hơn một chút thì các bạn vẫn có thể ghép loa siêu trầm bình thường. Hiện đằng sau âm ly hoặc sau vang này đều có cái đường dành cho các dòng loa súp. Hiện nay tôi đang có các dòng loa súp điện,
của xe AVS cũng như của DBA Gotik Bass 30 giá chỉ 5.500.000 đồng. Các bạn có thể sở hữu ngay một trong những cặp loa và một trong những chiếc loa súp chất lượng với âm thanh rất là tuyệt hảo. Và bây giờ để chứng minh cho các bạn bộ này có chất lượng âm thanh tốt như thế nào, tôi sẽ nghêu ngao vài câu. Nó là dòng nghe nhạc đánh bằng âm ly đến đâu, nghe nhạc chuyên nghiệp thì đương nhiên là chất âm không phải bàn luận rồi. Và nhất là loa Bose của Mỹ thì các bạn biết rồi. Thêm vào đó thì tôi chỉ cần chứng minh bằng cách nghêu ngao vài câu karaoke thôi. Thì các bạn đã thấy cái tính năng karaoke rất là tuyệt. Thì đương nhiên nghe nhạc sẽ hay hơn karaoke rất là nhiều lần. Khi phố nhỏ lên đèn, tìm dân trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần, mà lòng tái tê xa vắng vọng về. Men đắng nào cho với nhớ thương đau, em đã bỏ ta rồi. Từ nay em đi, thành phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi, mây gió gọi về, những đêm trường như tan tóc điều. Em còn nhớ những ngày xưa đó em ta cùng chung đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió mưa, trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm thâu, nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi. Về với ta trên suốt nẻo trần, đường trần ai hay.